Được thành lập từ năm 2017, câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc ấp Bình An, xã Châu Bình, huyện Chồng Trơm không chỉ là sân chơi bổ ích cho nhiều gia đình trong ấp, mà còn là địa chỉ để chị em hội viên phụ nữ và gia đình cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giữ lửa hôn nhân, cùng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tham gia tốt phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Cũng giống như nhiều câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc khác ở các địa phương, do Hội Liên hiệp Phụ nữ sáng lập trên địa bàn huyện Chồng Trơm, câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc ấp Bình An, xã Châu Bình sinh hoạt lệ kỳ mỗi quý một lần. Và bao giờ cũng vậy, mở đầu các buổi sinh hoạt luôn là những tiết mục văn nghệ ca nhà lá giường do các thành viên trong câu lạc bộ là diễn viên. Tiếp theo đó là quà mừng sinh nhật cho thành viên có ngày sinh nhật trong quý. Hoạt động này đã tạo nên không khí hào hứng ngay từ buổi sinh hoạt. Từ đó giúp thành viên là các cặp vợ chồng cởi mở với nhau hơn, kinh nghiệm xây dựng gia đình, kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế cũng dễ dàng được sẻ chia cùng nhau. Mục đích mà để mình thành lập câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc là giữ lửa và hạnh phúc, xóa bỏ cái bạo lực gia đình, tiến tới bình đẳng giới, là cái một cái sân chơi bổ ích lành mạnh để cho các thành viên trong gia đình chúng ta để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về nuôi dạy con, trong cái lao động sản xuất, gắn bó cái tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt hơn. Với sự quan tâm tham gia câu lạc bộ của các thành viên là những cặp vợ chồng đầy đủ các độ tuổi, nên những kiến thức được sẻ chia, trao đổi trong những buổi sinh hoạt đã giúp các thành viên rút tỉa được kinh nghiệm trong cách ứng xử trong chính gia đình của mình. Thành viên lớn tuổi sẽ hiểu hơn tâm lý của lớp trẻ, người trẻ hiểu hơn về tâm lý người già, từ đó đã giúp dung hòa mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu trong các gia đình. Đặc biệt, thông qua những nội dung sinh hoạt đa dạng như phổ biến luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới cùng những chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các cấp hội phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc với các thành viên đã giúp các cặp vợ chồng, nhất là những cặp vợ chồng trẻ, ý thức hơn về trách nhiệm làm vợ, làm chồng và trách nhiệm với cộng đồng nơi cư trú. Qua tham gia câu lạc bộ, những nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ thì người vợ cũng như người chồng hiểu rõ hơn về bổn phận của mình trong việc giữ lửa hạnh phúc gia đình. Những thành viên trong câu lạc bộ đều đi đầu, gương mẫu thực hiện các phong trào của hội cấp trên. Không chỉ kết nạp thành viên là những gia đình hạnh phúc, thành đạt, câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc Bình An còn hướng tới nhóm đối tượng là những cặp vợ chồng đang có những bất hòa trong đời sống, với mục đích giúp họ hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn từ những kinh nghiệm được chia sẻ trong xây dựng gia đình của các thành viên khác để hòa giải, tháo gỡ khúc mắc. Anh Nguyễn Quốc Dũng, bí thư chi bộ ấp Bình An, đồng thời cũng là thành viên của câu lạc bộ cho biết, với kiến thức được trang bị từ những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, không chỉ giúp bản thân anh mà còn giúp nhiều thành viên nam khác ý thức hơn về trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Không chỉ là trụ cột trong việc làm kinh tế, đảm bảo cuộc sống vật chất, mà còn phải chia sẻ với người bạn đời, việc nhà, nuôi dưỡng và chăm sóc con cái. Có như vậy, những người phụ nữ trong gia đình mới có thể tham gia các hoạt động xã hội, được học hỏi, bổ sung kiến thức để cùng chồng xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ. Hiệu quả mang lại của câu lạc bộ đối với địa phương thì cũng rất là quan trọng trong vận động thực hiện các cái phong trào cách mạng ở địa phương và vận động người thân để làm tốt cái nghĩa vụ của hộ gia đình trong thực hiện các phong trào. Huyện Chồng Trơm hiện có 23 câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc với 228 cặp vợ chồng tham gia, 17 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình với 236 thành viên tham gia. Theo đánh giá của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, các câu lạc bộ này đều đang hoạt động tốt. Hội luôn theo dõi sát các hoạt động để cố vấn, định hướng cho hoạt động của các câu lạc bộ. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chồng Trơm thì cũng đã định hướng cho hội cơ sở. Thứ nhất là phải có cái thực hiện theo quy chế định kỳ hàng tháng, hàng quý thì tùy theo hoạt động của các câu lạc bộ, luôn đổi mới nội dung và cái hình thức sinh hoạt, tổ chức cho các câu lạc bộ là giao lưu học hỏi kinh nghiệm với nhau giữa các câu lạc bộ trong và ngoài huyện, biểu dương khen thưởng kịp thời các cái cặp vợ chồng tiêu biểu, hỗ trợ các cái câu lạc bộ trong cái quá trình sinh hoạt để cho các câu lạc bộ này duy trì phát triển ngày càng tốt hơn. Một gia đình hạnh phúc không chỉ cần tới sự dung dáng đảm đang của người vợ, người mẹ, mà rất cần ý thức trách nhiệm xây dựng gia đình từ phía người chồng, người cha, cần sự ủng hộ hỗ trợ của những người lớn tuổi trong nhà.
câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ấp Bình An, xã Châu Bình, huyện Dòng Trơm nói riêng và những câu lạc bộ gia đình hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Bến Tre nói chung đã và đang làm tốt vai trò của mình, đó là tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, phát huy và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.